Mọi người, thì bây giờ mình đang ở Canadian Tire để mình mua một cái đồ bảo hộ này. Thì cái đồ bảo hộ này là mình kiếm ở trong cái quầy mà dành cho sơn nhà, sơn tường gì á, này gọi là pant suit. Thì yeah, nó cũng như đồ bảo hộ vậy. Mọi người ơi, mình đang pack đồ để về Việt Nam nè. Bây giờ cũng đã là 10 giờ rưỡi, gần 11 giờ rồi, mình chưa không biết nữa, chưa có check nữa. Thì mình vừa mới pack đồ xong và mình vừa mới check lại xem là mình còn thiếu gì và mình nên bỏ lại những gì. Thì một lời khuyên dành cho mọi người, khi mà mọi người pack hành lý là mọi người cần ghi ra một cái list là mọi người cần đem về cái gì, cần làm cái gì đó, rồi tới đó mình chỉ cần check lên thôi là ok hết. Thì mình cũng đã pack xong rồi. Thì đợt này mình về á, là chuyến cứu trợ nên họ chỉ cho mình có một kiện vali ký gửi và một kiện xách tay. Đây là cái xách tay của mình nè mọi người. Đi tham gia khóa tour mùa hè. Tại vì mình khá là stress trong cái mùa dịch này rồi. Thì đợt này bên hãng vé họ có cho mua thêm kiện hành lý. Nhưng mà mình nghĩ là mình cũng đã đầy đủ rồi nên mình cũng không có cần phải mua gì nhiều. Và mình muốn nói cảm ơn Tổ quốc đã chào đón mình về. Mình đã chờ đợi cái mail này từ rất là lâu rồi đó. Mình đã đăng ký từ hồi giữa tháng 5 á. Thì tới bây giờ là tháng 8 mình mới nhận được mail. Thì mình thấy là Tổ quốc không sót lại một ai ở phía sau. Cũng như mọi người thấy trên Facebook có những cái tấm hình về mấy bạn mà design về Tổ quốc mà đón những người về á. Lúc đó mình còn chia sẻ lên Facebook là hình như Việt Nam sót mình. Thế sau mấy ngày sau mình nhận được tin là mình được về. Mình rất là hạnh phúc luôn. Mình không biết là video này có được các bậc phụ huynh hoặc là các bạn du học sinh xem hay không. Nhưng mà mọi người cũng biết á, khi mà mình một mình, một thân một mình đi tới một đất nước mới mà không có gia đình ở bên thì nó rất là cô đơn. Đặc biệt là trong cái mùa dịch này nữa, thì trong cái thời gian vừa rồi á, mình cảm thấy rất là stress luôn. Về mặt tài chính là mình không thể đi làm, mình không thể đi kiếm việc trong cái khoảng thời gian này. Nên mình đã quyết định là mình về Việt Nam học cuối năm nay luôn để xem tình hình dịch thế nào. Tại vì theo mình nghĩ á, là dù ở bất kỳ đâu hoặc là kiểu như là thế giới có xảy ra chuyện gì đi nữa thì gia đình vẫn là cái nơi mà mình cảm thấy bình yên nhất, mình cảm thấy an toàn nhất. Nói chung là mình rất là háo hức để đợi đến ngày mình về. Thì tầm 2 ngày nữa là mình có thể lên sân bay rồi. Mình sẽ gặp lại mọi người ở sân bay nha. 4 giờ sáng ngày 9 tháng 8 là ngày mình bay. Thì mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Mình cũng đã pack đồ xong hết rồi. Và bây giờ mình đang chuẩn bị mình xuống nhà. Mình check lại một lần cuối nữa rồi mình sẽ ra thẳng sân bay luôn. Mình sẽ gặp mọi người lại ở sân bay nha. Tại thì mình thấy sân bay khá là vắng người nước ngoài, đa số là người Việt Nam đi cùng chuyến bay với mình. Và đây là Hương, người sẽ ở cùng phòng với mình. Cái hàng check-in này khá là dài luôn á, mình phải đứng chờ tầm 30 phút lận. Xin chào mọi người, đến với vlog của Kèo Xì Lưu. Yeah, sao biết ai vậy? Để mình giới thiệu cho mọi người về dàn hot girl phòng mình nha. Đây là Ngọc và kế bên là Thảo. Hai bạn này đều ở Đà Nẵng hết. Và kế bên là bé Thi và đằng xa xa kia là bé Hương. Trong phòng mình thì Ngọc rất là năng động, còn Thảo thì là cô giáo của nguyên phòng luôn mọi người. Còn mình là cái đứa mà già nhất đám luôn á, mà tính mình thì rất là trẻ con luôn. Lúc này thì mình đang rất là háo hức luôn á, mình sắp được về Việt Nam rồi. Bây giờ thì mình và Hương đang xếp hàng để lên máy bay nè. Hên sao á mà hai đứa được ngồi chung với nhau luôn á. Bye.
để mình review một vài món của Korean Air cho mọi người xem nha. Đầu tiên sẽ là một chiếc gối. Chiếc gối này được bao bọc rất là kỹ nha. Và tiếp theo sẽ là một cái mền. Cái mền này rất là ấm luôn mọi người, nhưng mà mình không có đắp gì nhiều. Tiếp theo nữa sẽ là một chai nước của Korean Air. Thì chai nước này gọi là Jeju Pure Water. Tiếp theo sẽ là một cái dụng cụ cá nhân á. Và đây là cái tai nghe để mình có thể kết nối với lại cái màn hình nè. Thì trước khi mình xem hoặc là mình touch, mình đều phải lau cho sạch sẽ thì mình mới dám đụng vào. Theo mình thấy á, phong thái của tiếp viên hàng không ở Korean Air khá là tốt luôn á. Họ phải mặc đồ bảo hộ suốt luôn, tại vì họ phải phục vụ cho nhiều người á. Ghế ngồi của Korean Air cũng khá là ok đúng không mọi người? Lúc này thì mình khá là phấn khởi tại vì mình biết là mình đã được về. Để mình cho mọi người xem hành trình bay của mình nha. Mình sẽ xuất phát từ Toronto và mình sẽ bay đến Incheon, Hàn Quốc. Thì mình không nhớ là mình phải bay bao nhiêu tiếng nữa, nhưng tầm cỡ mười mấy tiếng lận á. Và đây là món ăn sáng đầu tiên của mình. Mình có bò khoai tây nè, và bắp và đậu nữa, bánh mì, bơ và đường. Mình còn có cả salad tôm nè và trái cây nữa. Chán quá không biết làm gì nên mình coi Elsa. Thì mình đã coi Elsa một lần ở ngoài rạp rồi, bây giờ coi lại thì mình coi được tới nửa phim thì mình ngủ mất tiêu luôn rồi. Đang ngủ thì bị mấy chị gọi dậy kêu ăn chuối. Cái chuối ta đùng luôn. Mình có thể lấy trái chuối mà mình nghe điện thoại luôn mọi người. Xét lại trên bản đồ thì mình thấy mình đã bay được đến nửa đường rồi. Trời ơi, mình đang định ngủ á mà tự nhiên Hương rủ mình đi ăn mì mọi người. Tại vì mình thấy cái anh ngồi kế bên cũng ăn mì nên mình cũng order một ly mì ăn thử luôn. Cũng khá là ngon á. Nhưng mà tự nhiên mới ăn xong mì là món chính đã xuất hiện rồi. Tèn tèn, món chính xuất hiện rồi nè. Lần này mình có gà khoai tây kèm theo bông cải, cà rốt, có cả món tráng miệng luôn. Lại check map thêm lần nữa thì mình thấy mình đã đến Nhật Bản rồi. Chỉ còn tầm khoảng 2 tiếng nữa thôi thì mình sẽ đến Hàn Quốc. Lúc này thì máy bay sắp đáp cánh ở Hàn Quốc rồi nè mọi người. Lúc này thì tụi mình phải di chuyển đến subway để chuyển qua một cái terminal khác. Tụi mình sẽ quá cảnh ở Hàn Quốc tầm 3 đến 4 tiếng. Nhưng mà tại vì rất là nhiều người nên tụi mình cũng xếp hàng cái này cái nọ cũng hết thời gian luôn rồi. Tụi mình... Ủa, chưa? Ok. Tụi mình đã tới Hàn Quốc rồi. Ok. Hello, hai em đang được. Bây giờ tụi mình chuẩn bị mặc đồ để vào phòng phẫu thuật. Bộ áo xấu xí rồi. Ừ. Này kiểu như onesie đi một.
cái này của mình, cái mình đẹp hơn. Ừ, cái này đẹp hơn. Cái này để vào chạy đi. Coi chừng người ta đánh giá. Mình rất sợ người ta đánh giá mình. Cuối cùng mình cũng thấy được chiếc máy bay của Vietnam Airlines. Lâu rồi mình mới thấy lại được chiếc máy bay này luôn á. Và mình càng tự hào hơn vì nhờ chiếc máy bay này mình sẽ được về Việt Nam. Mọi người, chúng ta đã tới gần đến cái máy bay rồi nè mọi người. Đằng sau mình là chiếc máy bay để mình về nhà. So excited! Từ Hàn Quốc về Việt Nam thì mình là ngồi hàng ghế cuối cùng luôn. Theo mình thấy thì máy bay của Vietnam Airlines hơi nóng vì mình không biết là họ có bật điều hòa hay không. Vì một phần tụi mình phải mặc đồ bảo hộ nên cũng hơi nóng. Và đây là đồ ăn của Vietnam Airlines nè. Thì mình có một cái bánh trứng chà bông, mình nghe nói bánh này ngon lắm luôn á. Một quả táo. Và hai cái bánh còn lại nhưng do mình chưa có muốn ăn nên chắc mình sẽ ăn táo thôi. Mình chuẩn bị đáp cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất rồi đây. Và đây là bầu trời của Việt Nam nè. Hai mọi người ơi, bây giờ tụi mình đã đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Và tụi mình đang chuẩn bị để đi cách ly. Cách ly cái we stops. Sài Gòn. Em thấy cách người ta chào đón em vô Sài Gòn. Đây là cái cách mà Sài Gòn chào đón mình về nè mọi người. Đằng trước là cái xe cảnh sát. Mọi người thấy oai không? Cuối cùng thì mình đã đến khu cách ly và trước khi xuống xe thì những cái anh mà mặc đồ bảo hộ này nè phải xịt khử trùng cho cái xe của mình trước đã. Rồi sau đó mình sẽ vào điểm danh và nhận phòng. Tụi mình được cách ly ở khu trung tâm y tế Bầu Bàng Bình Dương và khu này cực kỳ đẹp luôn á mọi người. Tụi mình đang ngồi đợi vali nè mọi người. Nãy giờ chưa thấy vali nữa. Kiểu mọi người chất vali xuống mà chưa thấy cái nào của mình hết. Mọi người thấy tụi mình tàn tạ không? Tụi mình cần đi tắm mà không có vali. Người rất là rít luôn mọi người. Ừ. Mệt không em? Nhưng mà may là cái khu này nó kiểu được rất, nó tốt. Ừ, rất là ok luôn. Xong rồi năm tụi mình được vô một phòng luôn. Yes. Tụi mình sẽ quẩy. Rồi anh chị mình với chị luôn ngủ với nhau. Trời ơi, mặt bóng dầu luôn. Đây chính là căn phòng của mình và các bạn nè. Mọi người có thấy sạch sẽ không? Mình sẽ unboxing trong đây có những gì nha. Đây sẽ có một cái dép, hai cuộn khăn giấy vệ sinh, một cái khăn lau mặt, ly, rồi cái bánh răng nè. Có nhiều cuộn khăn giấy vệ sinh, một cái bàn chải, lại một cái nước muối. Mình rất là may mắn vì được chọn vào phòng này. Tại vì cái tầng này chỉ có 3 phòng có máy lạnh thôi á. Mày đi tắm chưa?
Em với chị Lu sẽ tắm chung với nhau mọi người ạ. Thôi đừng nói.